JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio ạ. Vâng, hôm nay bên em nhận được đơn của anh Thuần, anh ở bến xe Chiêm Hóa Tuyên Quang. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube và anh có tìm hiểu, và anh có đặt cho mình một cái súp điện B3 bát 30 đối đất, mã là 817. Vâng, sau khi anh có tìm hiểu và anh có gọi điện cho bên JK Audio và JK Audio tư vấn cho anh cái súp 817 này rất là hợp lý với không gian gia đình nhà mình và với phong cách nghe nhạc. Vâng, em thay mặt công ty JK Audio cảm ơn anh Thuần nhé. Vâng, đây anh Thuần ạ, cái súp B3 mã là 817 bát đôi đất thì bên em đang để trước mặt đây ạ. Bên em đang test rất là cẩn thận trước khi gửi cho anh. Vâng, thì hộp bên em đang để sẵn đây ạ. Nên nó bỏ ra vài bên test. Vâng, em quay video này thì bên em có cho vào phòng kỹ thuật test rất là lâu. Cảm thấy cái súp này ổn định, hoạt động tốt và hoàn hảo thì bên em bắt đầu mới gửi cho khách hàng. Và anh Thuần cũng vậy. Vâng, về hình dáng thì cực kỳ là đẹp. Vâng, đặc biệt là cái dòng này là làm gỗ xung quanh và được sơn tần màu đen rất là khỏe và lì, rất dễ phối ghép vào không gian gia đình. Còn đặc biệt là bát 30 ở dưới, đồ đất ở phía dưới đấy, được bảo vệ bởi 4 cái chân nằm phía dưới này đang đánh đấy. Vâng, thì em quay ra đằng sau cái súp B3 87 của anh Thuần đã chọn nhá. Vâng, Thuần ạ, đây là bên em đang kiểm tra này, súp của anh đang đánh đấy ạ. Đây là nhà có súp anh nhá, bây giờ em tắt đi này. Đây là nhà không có súp đấy ạ. Vâng, giải âm nó khác hoàn toàn, bây giờ em bật súp của anh lên. Rất là hay. Giải âm nó rất là dày, nghe rất là dễ chịu. Và đặc biệt là cái dòng này là bên em bảo hành cho anh 12 tháng nhé. Có dán tem công ty JK Audio để bảo hành cho anh đấy ạ. Vâng, bên em cảm thấy nó ổn định thì bên em có dán tem. Đây, súp đang đánh đấy ạ. Đang phía đánh phía dưới. Vâng, em quay ra phía trước đấy ạ. Hàng mới nguyên zin luôn, không một tì vết nào ạ. Rất là đẹp. Vâng, anh Thuần nghe cái giải âm có trầm nghe hay làm sao nhé. Vâng, thì bên em đang phối ghép với lại cái đẩy Kiso K950 hai kênh ạ. Vâng, và một cái băng cơ lai số JK15MX. Vâng, và một đôi la full WeWood 330 mã là VA12 cực kỳ là đẳng cấp. Vâng, quảng cáo đấy ạ. Vâng, thì anh Thuần nhá, cái súp B3817 này của anh hoạt động rất tốt. Và sau đây em xin phép anh Thuần, em bỏ ra và đóng vào thùng gửi cho anh, gửi theo xe, anh bảo là nhà anh ở gần bến xe Chiêm Hóa. Và sau cùng thì em thay mặt công ty JK Audio thì chúc anh Thuần và gia đình sức khỏe dồi dào. Vâng, chúc anh luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng, xin chào anh Thuần và hẹn gặp lại vào các clip sau ạ.